Để quản lý thu thuế đối với các cá nhân bán hàng qua mạng, Bộ Tài chính đề xuất một sản phẩm hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng một lần trở lên sẽ thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm và không thu thuế đối với một sản phẩm hàng hóa có giá trị dưới 1 triệu đồng một lần giao dịch. Dự thảo cũng nêu rõ trường hợp một sản phẩm hàng hóa dưới 1 triệu đồng mà tần suất giao dịch từ 2 lần một ngày thì thực hiện thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân theo quy định. Theo Bộ Tài chính thì việc quản lý thuế hiện nay đối với các loại hình kinh doanh qua mạng gặp nhiều khó khăn như khó xác định chính xác được người nộp thuế, doanh thu phát sinh, nắm bắt quy mô hoạt động kinh doanh, nắm bắt toàn bộ quá trình giao dịch. Mặt khác, hoạt động của mạng Internet là giao dịch xuyên biên giới, các công ty vận hành mạng nước ngoài hầu hết không đăng ký kinh doanh và không có văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam.